Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trưa nay Sài Gòn ngày 11 tháng 3 năm 2022 và trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường Hải Thượng Lãn Ông giao với lại Gò Công, bên cánh phải và bên cánh trái là đường Học Lạc đi ra Thuận Kiều. Hướng này là đi ra Thuận Kiều nè. Và trưa hôm nay thì em có việc đi ở khu Chợ Lớn này. Bây giờ xong việc thì mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng từ quận 5 này đi qua quận 8, thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị muốn nhìn lại khu xóm đường U Long. Thì đối với con đường U Long thì em cũng quay mấy lần và mỗi lần như vậy thì cũng lại để lại cái sự tiếc nuối của nhiều cô chú anh chị ở trên con đường đó. Rồi hôm nay em lại có dịp dẫn anh chị và các bạn đi đi lại khu đường U Long quận 8. Để xuất phát từ để đi đến đường U Long thì chúng ta xuất phát từ Chợ Lớn này thì mình sẽ đi tới chút nữa và bên cánh phải có đường có cầu Chà Và, mình đi qua cầu Chà Và và đi xuống cầu Chà Và là bên khu vực quận 8. Và đây là khung cảnh chợ Kim Biên. Chúng ta sẽ đi một vòng vô đây để anh chị và bạn xem cái khung cảnh chợ coi có gì mới mới không, có gì lạ lạ không. Hồi nãy thì mua đồ điện ở ở đường Lưu Chí Hiếu á, rồi đi vòng vòng ở đây thì lúc nãy thì không có quay. Giờ mới sực nhớ tới đây gần với cái lời yêu cầu của cô chú anh chị thì chúng ta sẽ đi dạo vô đây xem chơi. Ở đây thì đa phần là các xe chở hàng, các anh giao nhận hàng hóa đây rất là nhiều. Ở đây thì chuyên bán sỉ các mặt hàng hóa chất như là nước rửa chén, xà phòng, rồi nhiều loại khác nữa. Ngày xưa đây có cầu Ba Cẳng, mà ngày nay thì cầu Ba Cẳng không có còn. Phía trước chúng ta đó là con đường Vạn Tường. Đi một vòng nên chị thấy cảnh buôn bán ở Chợ Lớn ngày hôm nay nó như thế nào ha. Ở Chợ Lớn thì có rất là nhiều chợ, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây, chợ Tân Thành, rồi khu chợ Xoái Kình Lâm, rồi đâu đâu cũng có chợ hết trơn á, tạo thành một cái khu buôn bán rất là sầm uất. Nên chị và các bạn có mua đồ về bán thì ra Chợ Lớn này. Ở đây đa số là bán sỉ. Đây là con đường Vũ Chí Hiếu, con đường chuyên bán đồ điện nè, như đèn điện, rồi bếp điện, nhưng mà đặc biệt là các loại đèn, rất là nhiều loại đèn, đèn led rồi đó, ống nhựa rồi đó, hay đèn bàn thờ rồi đó. Bên trái mình có đi ngang qua chùa Minh Nguyệt. Đi một vòng để anh chị và các bạn thấy ở Chợ Lớn này nó như thế nào. Rồi thì mình sẽ cùng đi qua quận 8 nha, trở về những khu xóm, những con đường nơi mà anh chị sinh ra và lớn lên. Và ngày nay chúng ta ở một nơi xa, muốn nhìn lại hình ảnh khu xóm thì mình cùng nhau đi về con đường U Lộc. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Phùng Hưng với lại Hải Thượng Lãn Ông nè, ở bên kia là Đình Ông Bổn. Hội quán của vừa qua. Và đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông chuyên bán những mặt hàng theo mùa,
Đối với mùa này thì không có thiên về cái mùa nào, nên mình ở đây bán đủ thứ. Nếu mùa cưới thì sẽ tập trung bán đồ cưới, mùa Tết thì sẽ tập trung bán đồ Tết, trang trí ngày Tết. Phía trước chúng ta đó là Phụng Vinh Tổng Đốc Phương. Mình đi tới chút nữa bên cánh phải sẽ có cầu Chà Bà. Và đường U Long thì gần với khu chợ Sớm Củi, cũng nằm trong phạm vi chợ lớn ngày xưa. Hai bên bờ nằm gần cái bến Bình Đông. Rồi bên đây là bến Lê Quang Liêm. Ở trước mặt chúng ta đó là cầu Chà Bà. Cầu Chà Bà ngày nay được mở rộng rất là lớn, hầu như là gấp đôi, gấp ba ngày xưa đó. Ở ngày xưa cây cầu Chà Bà có hai cái thành kiểu vòng cung ở giữa cầu, nhưng mà ngày hôm nay thì cầu Chà Bà khác rồi, rất là rộng lớn. Ngày xưa là kiểu cầu ngang á, theo những hình ảnh mà em thấy được và nhớ mang máng ngày xưa đi ngang cầu này. Đó, trước mặt chúng ta đó là khu chợ Sớm Củi, bến Cần Giuộc. Rồi quẹo phải là bến Cần Giuộc nè. Thì để đến đường U Long thì sẽ bên nhánh trái, nhưng mà ở đây thì con đường ở đây không có quẹo trái được, chỉ quẹo phải rồi mình mới vòng trở lại được thôi. Ngay chỗ đường ngã tư Đinh Hòa với lại Cao Xuân Dục nè, cũng như là bến Cần Giuộc ngày xưa nè. Rồi ta sẽ quẹo trái đây, rồi tiếp quẹo trái đến Tùng Thiện Vương. Đó, đi thẳng là đi vô khu chợ Sớm Củi. Đó, đi thẳng ra bến Nguyễn Duy, dòng kênh đôi. À, không biết anh chị và các bạn có hình dung được cái khu xóm này không? À, và để tiện việc theo dõi trên kênh Vinh Lâm TV thì anh chị có thể hàng ngày video được lúc úp vào lúc 7 giờ sáng, 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Có bữa thì em sẽ quay được nhiều video hơn thì sẽ up 7 giờ sáng và 7 giờ tối. Để tiện việc theo dõi và cũng như xem lại, nếu mà anh chị đã có lời yêu cầu thì mình có thể tìm kênh Vinh Lâm TV, gõ không dấu ha, Vinh Lâm TV trên YouTube á. Hoặc là mình có thể gõ địa chỉ nhà mình, ví dụ như xóm hẻm 129 Nguyễn Trãi. Hoặc là như hôm nay thì mình sẽ tìm số 24 đường U Long, hoặc là tìm đường U Long quận 8 đó, hoặc là tìm về Nguyễn Thị Thập hay là Quỳnh Tấn Phát Nhà Bè quận 7 đó, đại loại như vậy. Đây chúng ta đang đi tới con đường Tùng Thiện Vương. Ở đây con đường Tùng Thiện Vương ở đoạn này là xóm lẩu, tại vì ở đây buổi chiều bán rất là nhiều lẩu nên thành ra người ta gọi đây là xóm lẩu. Bây giờ mình sẽ đi đi tới con đường Nguyễn Quyền đi. Con đường Nguyễn Quyền quẹo vô đầu đường U Long.
Mấy bữa em đi con đường Ô Long này cũng đi ngang rất nhiều nhà của cô chú anh chị. Rồi nhà 182 Ô Long nè, rồi 204 Ô Long nè, trung tâm y tế quận 8 đây. Và hồi xưa theo lời chia sẻ của anh chị thì đây là trung tâm hành chính của quận 8. Bên cánh phải chúng ta sẽ đi ra khu bến Nguyễn Duy, dòng kênh đôi. Mình đi ngang chùa Huệ Lâm Tự. Con đường Tùng Thiện Vương này cũng rất là yên tĩnh ha. Chúng ta đi tới chút nữa mình sẽ quẹo cánh trái. Thì đối với những khung cảnh này thì cũng có rất nhiều của chú anh chị cũng rất quen thuộc, vì em cũng thể theo lời yêu cầu của rất nhiều của chú anh chị. Nếu mà video clip có sự trùng hợp thì của chú anh chị thông cảm bỏ qua. Và những video clip trên kênh Vlam TV hầu như là không có, hầu hết là không có mục đích câu view hay vụ lợi, mà cũng không có thu phí gì cả. Nếu cô chú anh chị có yêu cầu thì cứ mạnh dạn comment và gửi mail, em có để thông tin phía bên dưới đó, thông tin trong phần mô tả đó. Ở đây chúng ta sẽ quẹo trái con đường Ô Long và đi thẳng là ra bến Bình Đông, đầu đường bến Bình Đông luôn đó ha. Mình sẽ bắt đầu từ đầu đường số 24 sẽ là bên phải, số lẻ là bên trái. Thì không biết số nhà ngày nay và ngày xưa có thay đổi gì không. Bên đây là hẻm 16, hẻm 16 đường Ô Long nè. Rồi tới số nhà 18. Và đây số nhà 24, 24 là đây. Nhà này mình thấy có một, hình như không có lầu. Kế bên là nhà số 26. Rồi để mình qua đường đi ha. Qua đường đối diện là nhà số 21. Nhìn qua cho nó rõ hơn. Bên đó là nhà số 25. Nhìn lại con đường mình vừa đi qua nè. Rồi nhìn lại căn nhà số 24 đường Ô Long đây. Không biết cô chú anh chị có nhìn ra hay không. Kế bên là số nhà 18, rồi đi tới chút nữa bên cánh trái là hẻm 16. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp một đoạn nữa ha, cho nó trọn vẹn con đường Ô Long này. Rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Đối với con đường Ô Long thì nó không có dài, rất là ngắn. Ở đây có một chành xe đi về Đồng Nai. Đó là xe, chành xe Ô Long. Đây nằm trên con đường Ô Long. Tới đây là 55C bên trái, 57. Bên phải là 68, là khu vực nhà của anh Long. Rất là quen thuộc ha. Chạy chậm chậm để cô chú anh chị nhìn rõ về khu xóm đường Ô Long.
Rồi đó bắt đầu này, ngày xưa nếu mà tính ngày xưa là ở đây là phía sau trụ sở hành chính của quận 8. À, đây có miếu Ngũ Hành số 118. Con đường này được nâng lên cao rất là nhiều so với ngày xưa, là mình thấy có mấy nhà kiểu xưa đó, thì cái nền nhà bên trong nó thấp hơn bên ngoài cũng cả mét đó. Đây là trành 162 U Long nè, trành này đi về các tỉnh Đồng Nai nè. Ở đây người ta gửi hàng đi rất là nhiều. Ở Sài Gòn mấy bữa nay rất là nắng, rất là nóng. Mà buổi trưa thì nóng mà buổi tối thì lạnh, nên thành ra con nít nó cũng dễ bệnh. Đó, chúng ta ở đây là cuối đường U Long và giao với đầu đường Vĩnh Nam. Ở đây bên cánh phải có quán hủ tiếu gà 43 Vĩnh Nam, bán vỉa hè thôi nhưng mà rất là đông các thực khách ghé ăn. Ở đây mình quay ra lại con đường Tùng Thiện Vương này nè. Rồi, chắc video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và cho Vinh Lâm TV những cái comment rất là tích cực, và đó là nguồn năng lượng để tiếp tục thực hiện những clip tiếp theo. Và trước mặt chúng ta đó là bên phải là dốc lên cầu Trà Và, và bên trái là đường đi ra chợ Xóm Củi. Giờ mình sẽ quẹo trái con đường đi ra chợ Xóm Củi để anh chị và các bạn hình dung khu xóm. Nếu mà lâu rồi mình không có về Sài Gòn thì cũng biết được ngày nay đi ngang chợ Xóm Củi thì nó như thế nào. Và phía trước chúng ta đó là khu chợ Xóm Củi nè. Bên phải bán rất là nhiều vàng, vàng bạc đá quý. Rồi đi tới chút nữa là nhà lồng chợ bán thực phẩm. Nếu mà ngày xưa của chú anh chị ở đường U Long thì chắc có lẽ cũng đôi ba lần đi chợ này. Thương về một ngôi chợ và nhìn thấy những mái tôn, những tấm lưới B40, những cái nhà lồng chợ, những cái sạp ở chợ này thì cũng cũ, theo thời gian thì nó cũng hơi mục. Không biết bao giờ thì chợ được trùng tu sửa chữa lại ha. Rồi thôi, thời lượng video clip cũng đã khá dài. Chúng ta đi vào một vòng ở đây để anh chị thấy chút xíu về hình ảnh chợ Xóm Củi ngày hôm nay nó như thế nào, và ở khu xóm nhà U Long mình ra sao. Rồi nhân đêm tôi xin kính chúc toàn thể của chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì chào và hẹn gặp lại.